Rồi, hello cô chú anh chị, hello cả nhà ha. Đó thì bữa nay ngày hè 30 tây tháng tháng 6 ha, trại bò Phong Tri 2 xin kính chào cô chú anh chị nha. Đó thì bữa nay trước mắt cô chú anh chị mà một con cái rất man nha cô chú anh chị, cái rất man lửng ha. Không có bao chữa nha cô chú anh chị, cái rất man chủ nhà nó vô tin mới có mấy ngày thôi nha. Đó, nhưng mà tàn khủng khiếp, tàn nhất cô chú anh chị. Chiều cao em đo là 1m4 bò cô chú anh chị, 1m39 bò và 1m4 bò vậy ha. Đó thì anh chị nào có nhu cầu mua bò liên hệ số điện thoại em để cho mình ha. Địa chỉ của trại xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha. Phải nói bò tàn khủng khiếp cô chú anh chị. Bà con. Ui. Đó thì chủ nhà mới vô tin có mấy ngày hen, thì bên trại em quay không báo giá, báo với cô chú anh chị là không có bao chữa nha. Đó thì bò này nó đã có đẻ rồi một con cô chú anh chị, thấy vú mớm nè hen. Thì bò này bán giá công khai cho cô chú anh chị mình luôn nha, tàn tư bò bán giá công khai cho cô chú anh chị mình là 24 triệu hen, 24 triệu nha, bao ship cho cô chú anh chị mình 200 cái số nha. Đó thì anh chị nào có nhu cầu muốn mua hen, nhu cầu mua này thì cứ theo dõi hen, sẽ gọi số điện thoại để màn hình nha. Rồi em sẽ quay trực tiếp cho anh chị mình nha. Sải đầu nè, bò nó cao, nó cao, nó cao luôn hen. Sải lưng thì khỏi phải nói đi, nó cao của anh chị đó hen. Xương thì xương chản nè, đầu cổ là chân cẳng móng là rất là ngon hen. Này nè, hết phương quá tợ dàn xương của anh chị, cao dữ lắm, bự lắm nè, vú nè, tự nhiên thấy bộ vú cũng rất là đẹp, móng trước móng sau rất là ngon lành nha. Xíu qua con đi, cao đứng khỏi đầu em luôn cô chú anh chị nè, đầu cổ nè hen, quay ngược sáng nó hơi chói cô chú anh chị mình coi kỹ với mẹ hen. Chân cản móng nè, đầu cổ rất là ngon, thông cảm cô chú anh chị, thông cảm mấy ngày nay em bữa lên bữa không là do cái đường bò về chuồng không được nha. Thành ra bữa nào có bò em sẽ quay cho nhóm vài ngày đi đường hoạt động, đường độ sáng đồ ngon lành em sẽ quay cho cô chú anh chị liên tục luôn ha. Và bò được nhiều luôn. Đó, đầu cổ nè, mặt mày cẳng rất là ngon ha. Thì ăn uống cũng là rất là dữ. Thì đối với những bò có đẻ rồi như thế này thì trại sẽ bao lò lũ cô chú anh chị trong vòng 3 tháng nha. Đó, thì còn cái chuyện mà bên viêm da nó cục, lông mồng, lỗ móng, trụ trùng là đã chích ngừa cho mình hết rồi. Cô chú anh chị mình an tâm ha, về cái việc là nuôi thôi. Còn bò này mới cấy, mới gieo tinh lại là 3B cô chú anh chị. Gieo tinh lại em được mấy ngày nha, 8-9 ngày gì đó. Chủ nhà báo em sao thì em báo lại như vậy thôi. Còn cái chuyện về chữa nãy hay không thì đó tùy với cô chú anh chị mình ha. Đó, chân cẳng nè, xương sóc nè, tàn nè, hết nó cái tàn. Đó thì nó đáng tiền nè cô nấy nha cả nhà, chứ nếu mà bò này nếu bao chữa thì nó không có giá này đâu ha. Bao chữa nó phải sẽ hàng 3 ha. Đó, chân cẳng nào đó ngon, cái đuôi bự chán của chú anh chị mình ha. Đó, tàn phải nó khủng khiếp, tàn quay ngược sáng nó hơi tối của chú anh chị mình ha. Mặt mày nè, nói chung bò dễ lắm cô chú anh chị, dễ ẹt hiền khô nè ha. Thì anh chị nào có nhu cầu mua cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình nhé, địa chỉ của trại xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha. Đó thì hiện tại đang có chuyến đi Đồng Tháp hen, đi An Giang, Đồng Tháp của chú anh chị mình hen, Tiền Giang, Mỏ Cày, Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long gì đó. Anh chị nào có nhu cầu mua mấy những hướng đó được thì em dục đi nhanh gọn lẹ luôn hen. Đó thì đối với cái con bò này là em nói cô chú anh chị đã có đẻ rồi một lứa nghe, đang gieo tinh lại là lợi lứa thứ hai hen. Thì đó thì không gì dòng nữa, thì giá cả chiều cao cũng báo cô chú anh chị mình rồi hen. Thì clip cũng dài, em cũng tạm thì cô chú anh chị em kết thúc video đây hen. Thì trước hết gieo em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ nhiều thời gian theo dõi trại, ủng hộ trại thông hành gì thời gian qua hen. Trại cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình nha.